Orange County, California thì có nổi tiếng quán ốc và lẩu. Thì ở Atlanta, Georgia mình nay cũng có nhà hàng tương tự như vậy, Four Guys ốc và lẩu hoặc là Four Guys Seafood and Bar, nằm ở hai thành phố đường Loop và North Cross, cách Atlanta khoảng 20 phút chạy xe. Thì mình và cô bạn thân hôm nay cũng có dịp được đi ăn thử. Thực đơn thì cũng rất là phong phú, giá thì cũng phải chăng, tương đối là không phải mắc tiền, không phải rẻ. Mình cố tình quay chỗ này chậm lại để cho các bạn thấy được giá. Thì có ốc, lẩu, rồi có nước uống. Cô bạn thân của mình đang ăn rất là nhiệt tình. Thì cũng các bạn cũng đủ hiểu là đồ ăn cũng khá là ngon. Những món mình chọn thì nêm nếm cũng rất là vừa ăn. Nói chung là rất là ngon. Trong đó thì mình thích nhất là món rau muống xào, với lại món crawfish xào sa tế, rất là vừa ăn, không có cay quá mà nêm nếm đậm đà. Nói chung là mình rất là thích, mình chắc definitely sẽ trở lại. Và tất nhiên là mình lúc nào cũng phải kết thúc buổi hẹn hò bằng hai ly trà sữa thôi.